đồ phải nịnh vợ con cái thôi bị làm phiền. Vậy vợ ơi, có quà cho vợ này. Đố biết là gì? Máy hút bụi á, máy hút bụi cầm tay. Bởi sao mua vợ biết không? Vợ nhớ con robot hút bụi mà anh mua cho vợ cho nó lau ở nhà. Vợ cứ kêu là không lên được thảm này, hay là vướng vướng lắm lắm lúc kẹt cái này kẹt cái kia, không đi vào được trong góc đúng không? Thế hôm nay anh mua cho cái này để mà vợ tự tay làm những việc đấy luôn. Nó lại hợp lý vãi luôn. Earthy ba ăn cơ này, Homevac S11 Go. Đấy, xịn sò đây, mở ra cho vợ xem nhá. Cái này mới luôn nhỉ? Mới mua mà. Đấy. Đấy. Đấy nha, vợ thấy cái này giống gì không? Súng. To. To gần mặt của anh ấy. Wow. Nhìn này. Thấy chưa? Cái này có một cái rất là hay, đấy là mình có thể tháo được pin ra và thay thế được pin nhanh. Và khi mà có pin như thế này thì vợ đỡ phải cắm dây hay là gắn vào những cái ổ cắm điện các thứ, nó rất là vướng víu các thứ kiểu vậy. Cái này nó cũng hay, anh thấy là ok. Pin này thì có dung lượng là 2500 và theo như chia sẻ của Earthy thì nó dùng được tầm khoảng 40 phút, thì anh nghĩ 40 phút cũng là đủ để mà lau dọn nhanh nhà cửa các thứ. Mấy cái phụ kiện các thứ này, nhiều lắm. Thực ra là anh mở sẵn ra dùng thử trước rồi, trước khi mang về cho vợ. Chứ nữa không, tự nhiên giờ vợ hỏi anh cách dùng mà anh không biết dùng, quê lắm. Nên thôi. Anh mua mấy hôm nay rồi? Không, anh mới mua thôi. Nhưng mà để bên studio từ từ, mình phải dùng trước các bạn đúng không? Đấy, thậm chí dùng trước xong rồi phải rửa sạch sẽ các thứ. Đấy. Vợ biết cái này làm gì không? À, cái này để hút vào. Đúng rồi, đây dưới này có mấy cái chổi này. Đấy, xoáy hút bụi các thứ. Tóc các thứ là quấn được hết luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, tí nữa anh sẽ cho vợ thấy. Đấy, rồi còn vô số mấy cái món phụ kiện khác này nữa này. Hay không? Ôi, chưa kể đâu. Vợ nhìn thấy có một cái cực kỳ hay luôn. Đây này. Ôi. Trời ơi. Đó. Dài không? Dài. Như gậy như ý luôn. Kéo ra được nữa không anh? Tầm này chắc cũng bằng của mình rồi đó các bạn. Bỏ ra đi đó. Bây giờ nhá, lắp thử cho vợ xem này. Đấy, bình thường nhá thì mình dùng kiểu ngắn như thế này. Đó. Đó, để mình đi luôn. Thấy không? Mình bật này. Xoáy này, ghê chưa? Hút được trên thảm luôn. Hút được hết, tí nữa anh thử cho mình xem. Con này thì lực hút nó lên tới khoảng hơn 20.000 PA, hơi bị xịn sò luôn. Nhưng mà thế này thấy nó hơi ngắn ngắn quá đúng không? Đúng rồi. Cái tầm của mình nó phải hơi bị dài các bạn ạ. Mà dài á thì mình phải có đồ nối dài. Cái này to gần bằng của mình thì các bạn hiểu vấn đề ở đây rồi đúng không? Đó. Giờ mình sẽ gắn cái này vào đây này. Đấy. Đó. Xong các bạn biết cái này để làm gì không? Các bạn run đấy. Nhìn xàm quá trời luôn. Nhưng mà thôi, cái này tính sau. Bây giờ mình sẽ gắn cái này vào đây, các bạn có thể thấy. Đó, vợ thấy chưa? Dài chưa? Đó, xịn sò chưa? Rồi, bây giờ nhá, từ từ. Để anh thử cho mà xem. Nhìn này. Đấy, cái thảm này nhà mình nhìn sạch sẽ đúng không? Đó. Bụi này, thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Trời ơi, mới con tí. Thế mà dạo này anh với con gạo hay nằm ở đây nhiều. Đúng rồi, con bé này gạo nhiều hơn nhiều. Biết thế này mang cái này về gì? Ui. Trời ơi, vãi đạn. Mới con tí. Ui. Mình phải lau kỹ hơn một tí xem nào. Chào, thôi kệ, cứ để nó đi, tại anh có thể lùa được hết mà. Đó. Ui, vãi đạn. Có cái này hút vào trong mấy cái lốc tủ của bà này được không nhỉ? Ui, chào ơi, thôi. Mình hơi bị bất ngờ luôn á. Rồi. Ôi mẹ ơi. Các bạn nhìn đi. Mình mới hút có một tí xíu trên cái thảm nhà mình luôn. Ê. Vợ thấy kinh khủng không? Quá trời bối luôn. Thế này thì căng thẳng nhờ.
Tại vì mình có dùng con robot hút bụi á, thì mấy ngày hôm nay mình không có cho nó chạy lên cái thảm này. Và mình cũng thực sự rất bất ngờ bởi vì mới hút có một tí xíu thôi mà các bạn có thể thấy bụi như thế này thì ều. Thế này thôi, vợ làm thử đi xem nào. Đấy. Các bạn biết không? Nhà thì phải có nóc. Đó. Đây mới hút có một tí xíu trên thảm thôi. Đó. Lái cũng dễ đúng không? Có phần bánh xe này, nghiêng các thứ này. Đó. Sạc pin thì anh cũng không rõ lắm, nhưng mà bây giờ cứ lúc nào mình không dùng đến thì mình cắm sạc vậy thôi à. Treo cái này lên góc tường nào đó. Nhưng mà cái hay là nó được tầm khoảng 40 phút, thế nên là cũng yên tâm. Ở đây nó còn có báo pin còn lại nữa. Bụi rồi, khiếp nữa nè. Dã man, ôi ôi. Căng nhờ. Thế này chưa kể nhá, mình còn có thể luồn được vào đấy. Vợ đi ra để anh luồn thử cho xem này. Đấy. Mình đi luồn vào xuống dưới này, thấy không? Đấy. Đấy. Đó. Đấy. Đấy cả vợ thấy không? Có đèn này. Thấy chưa? Thế nên là mình có thể soi được những góc ở dưới này. Đó. Đấy. Đây này. Thấy không? Thử luôn. Thấy không? Dễ dùng. Ui. Mới con tí thôi. Nhìn nhà bụi bẩn kinh quá trời luôn. Sáng con robot kia nó đi một vòng rồi á. Thế mà không ăn thua. Thế mới thấy là những cái sản phẩm như thế này nó thực sự mình thấy là quan trọng. Quan trọng tại vì nó sẽ giúp các bạn hút kỹ hơn. Ôi thế này có hút trên cả ghế sofa nữa nhỉ. Đó. Mình hút được trên cả ghế sofa các thứ như thế này nữa. Đó. Không ăn thua. Đó. Hút được hết. À con này hút chi tiết như vậy thì hút trong mấy cái kẹt sofa thì chắc được anh. Hút được luôn. Có. Còn rất nhiều những cái phụ kiện khác nữa để hút nữa nhưng mà thực sự. Ú. Gạo quấy. Gạo nó đang uống sữa trong. Kệ. Ui. Thế mới thấy. Các bạn thấy cái này quan trọng không? Vợ thấy sao? Quan trọng không? Xịn xịn. Xịn nữa. Thế làm đi. Nhà phải có nóc các bạn ạ. Đấy làm đi. Mua về chủ yếu là như vậy đó. Ừ. Đỡ sai không nhà. Cái này hút dưới hút nệm chắc được anh nhỉ. Ừ. Nệm được thì chiều đem vào bên hút nệm. Lâu rồi. Lắm rồi mới thấy anh mua một món phụ kiện mà bổ ích cho em. Trời ơi, cứ về nói. Chẳng qua là anh không mua thôi. Vợ cứ cho anh tiền mua đi, khác ngay. Chỉ ở đây mà có mấy cái đầu nhỏ nhỏ này, anh thích cái này lắm này. Vợ biết sao, mình thay ở đây nha. Nhấc lên cho anh. Đó, ok. Rồi mình gắn cái này vào. Cứ. Đó. À, sao nữa? Cái này là để mình hút những cái kẽ như này nè. À. Đó. Đấy. Hút những cái kẽ như này nè. Đó. Đó. Thử cho tay vào đây xem được hút không? Hút nè. Mạnh lắm luôn á. Hơi bị xịn sò luôn. Cái nhỏ mà hút tóc. Sao được? Nhìn nó hút dính tóc của mình đấy. Đây, hút tóc của mình. Đấy, còn nói chung là tặng khá nhiều những cái phụ kiện để mà em có thể làm sạch ở khắp nơi. Đấy, gọn gàng như thế này, sạc pin cùng các thứ, súng to như súng của anh luôn. Giá 7 triệu hợp lý không? 7 triệu. Đấy, tiêu mất của vợ có 7 triệu thôi. Có 7 triệu thôi. Các bạn phải hiểu cho mình là người đàn ông đã có vợ. Và đàn ông đã có vợ thì không có tiền trong người. Tất cả những cái này đều là tiền của vợ mình cả đấy. Tiền của em mua tặng cho em. Nó lại hợp lý đúng không? Thực ra là anh thương vợ phải làm mệt mỏi, nặng nề mua mấy cái này về để mà phụ. Nhưng mà vui vẻ hơn là vào ngày 9 tháng 9 thì con này sẽ được tặng thêm rất là nhiều quà. Tặng một cái cân thông minh này, tặng một cái máy hút bụi dạng mini. Để mà cái đấy thì anh hack rồi. Để mà anh hút bụi mấy cái kiểu bàn phím các thứ nhỏ nhỏ hay là máy tính các thứ của mình á. Có cái này thì vợ dùng, cái kia thì anh dùng. Thế nha. Và các bạn, ok, và các bạn đừng quên là nếu có nhu cầu với cả một cái con máy hút bụi cầm tay như thế này. Thực sự là công dụng của nó là tuyệt vời. Khi mà hút rất mạnh, cái quan trọng hơn cả là nó ui, nhìn cái đống bụi này thấy xót ruột. Này bảo sao gạo mấy hôm nay nó hắt hơi hoài các thứ. Mình mũi cũng khó chịu. Nếu các bạn muốn bảo vệ sức khỏe một cách tốt hơn thì nên mua thêm cái này. Cho dù là các bạn đã sử dụng những con robot hút bụi rồi vẫn nên mua thêm. Tại vì nó sẽ hút kỹ hơn rất rất nhiều. Và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Rồi, trao lại cho vợ còn anh đi làm này. Bye bye.